Hello, hello, xin chào các bạn, đây là Nhất Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là trưa ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Các bạn đã bước qua tuần mới thứ hai rồi Và trong video này đó, muốn chia sẻ bốn điều với các bạn Điều đầu tiên, đương nhiên chúng ta sẽ nói tới cập nhật mới nhất liên quan tới cái sự kiện của SBB Tại vì đây là cái sự kiện rất là lớn, không những là ảnh hưởng đến Fed mà ảnh hưởng đến thị trường crypto này Điều thứ nhì thùng muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ nói tới những cái sự kiện nổi bật Mà chúng ta cần phải quan tâm trong tuần này Cái đó nữa chúng ta cũng sẽ nhìn vào danh mục đầu tư à, Thuận muốn chia sẻ với các bạn mỗi 2 tuần Thì đã có một cái cập nhật rất lớn Nhiều bạn cho chúng ta biết cập nhật đó là gì rồi Nhưng mà Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ chi tiết hơn với các bạn Và điều cuối cùng Thuận muốn làm với các bạn trong video này Đó chính là cùng nhau Trung bình giá cho cái danh mục đầu tư demo ở trên Congetco Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì hôm nay là ngày chủ nhật cho nên chúng ta được là chứng khoán Hoa Kỳ vẫn đang đóng cửa thị trường hợp đồng tương lai thì vẫn chưa mở cửa đâu các bạn chúng ta cần phải chờ đến khoảng chừng là khoảng 2 tiếng rưỡi nữa thì mới mở cửa cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thị trường crypto mà thôi và các bạn cũng đã thấy trên màn hình đó thì hiện bây giờ chúng ta thấy được là thị trường crypto đã trở lại hơn một 000 tỷ đô la rồi đã có cái sự tăng trưởng là 3.8% trong vòng 24 giờ qua những đồng lớn như chúng ta thấy được là BTC thì tăng 3.8%, Ethereum tăng 5.5%, BNB tăng 3% các bạn thị trường ngày hôm nay phần lớn là có một màu xanh đã trở lại và thật ra ngày hôm qua đó trong lúc mà hỗn loạn liên quan đến sự kiện của USDC chúng ta vẫn thấy được là BTC và Ethereum thì vẫn có sự tăng trưởng có nghĩa là cái sự lo ngại đó dẫn đến mọi người lại đổi ra đồng BTC và Ethereum đó là cái suy nghĩ của Thuận bản thân Thuận cũng đã đổi hết đồng USDC ra Bitcoin rồi Thuận sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn nhưng mà những gì các bạn cần nên biết đó thì các bạn nên xem video Thuận chia sẻ ngày hôm qua và một ngày trước đó sẽ có được nhiều thông tin quan trọng để các bạn nắm được tình hình hiện bây giờ Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới những thông tin mới nhất đi Thì à, các bạn thấy được là chúng ta đang có rất là nhiều cái sự kiện đang diễn ra cùng một lúc Chúng ta có cái sự quan tâm rất lớn đối với ngân hàng SBB Silicon Valley Bank này Đây là ngân hàng mà các bạn đã biết là à, đã sụp đổ rồi và bây giờ đã được quản lý bởi à, FDIC và cơ quan quản lý tài chính của California Và chúng ta có cái sự quan tâm đến từ Nhà Trắng các bạn chi tiết hơn đó là Tổng thống uh, Joe Biden đã có cuộc nói chuyện riêng với lại thống đốc của Cali là Gavin Newsom. Chúng ta không biết được là họ đã nói gì. Chúng ta chỉ biết là họ đã có một cuộc nói chuyện mà thôi và đương nhiên. Đây là một dấu hiệu cho thấy được là nhà trắng rất là quan tâm đến sự kiện của Silicon Valley Bank. Đương nhiên là các bạn tại vì đây là sự kiện rất là lớn và sự kiện này ảnh hưởng tới rất nhiều những công ty mà đang bị kẹt tiền và có nhiều công ty họ nói là qua tuần nếu như mà không có cách nào giải quyết đó, thì những công ty đó có thể là phải đóng cửa tại vì họ không có tiền để mà trả tiền lương cho nhân viên. khi vấn đề này rất là quan trọng hiện bây giờ thì nhà trắng cũng quan tâm đến. Chúng ta thấy được là FDIC đã có hành động rồi. Đây là cái bộ cung cấp tiền bảo đảm trong ngân hàng và FDIC là cái cơ quan mà đang tiếp quản công ty Silicon Valley Bank hiện bây giờ thì FDIC đã tiến hành bán đấu giá ngân hàng SVB những ai mà muốn mua đó sẽ có tới kỳ hạn là ngày hôm nay chủ nhật Hoa Kỳ để đưa ra cái giá của họ rồi khi nào có kết quả thì thuận chưa biết có thể là trong vòng một hai ngày chúng ta sẽ biết kết quả sớm mà thôi là ngân hàng này sẽ bán cho ai và chúng ta cũng không biết là có ai muốn mua ngân hàng này hay là không và mua thì được cái lợi gì Trong ngân hàng này thật hư là bao nhiêu còn, tiền còn nằm trong đó chúng ta cũng không có rõ Chúng ta chỉ biết được là tới cuối ngày hôm nay thì uh, tất cả những người nào muốn mua thì uh, phải nộp cái giá của họ Và các bạn cũng đã biết là có một số những tin đồn là có thể là Elon Musk muốn mua lại ngân hàng SVB này Nhưng mà nếu đó là sự thật đó, thì ngày hôm nay Elon Musk phải đưa ra cái giá mà Elon Musk muốn mua ngân hàng này lại và chúng ta hy vọng là sẽ biết kết quả sớm và đây là cái cách biết đầu tiên mà tôi nghĩ là Julian muốn ám chỉ đến cái cách giải quyết mà đơn giản nhất là có một ngân hàng khác thu mua lại ngân hàng này rồi sau đó tất cả những cái account sẽ chuyển qua cái ngân hàng mới rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại đó là cái hy vọng của bộ trưởng tài chính nhưng mà chúng ta không biết được tình hình ra sao trong cái vụ đấu giá này cùng lúc này chúng ta cũng thấy được là fed cũng có một cái cuộc họp nội bộ sẽ mở vào ngày mai đây là cái cuộc họp kín các bạn có nghĩa là chúng ta sẽ không biết họ sẽ nói cái gì Nhưng mà đây là cái cuộc họp khẩn cấp sẽ mở ngày mai Tại vì ngày mai không phải là ngày mà Fed họp Cái ngày mà Fed họp là ngày 22 tháng này lận Cho nên Fed đã mở cuộc họp sớm hơn Và đương nhiên chúng ta cũng có thể hiểu là tại sao lại có cuộc họp này Tại vì hiện bây giờ đó câu hỏi là Fed có muốn tiếp tục tăng lãi suất hay là không Tiếp tục tăng lãi suất thì có những cái ảnh hưởng như thế nào đối với lại nhiều ngân hàng mà đang lưu trữ nhiều công trái phiếu hiện bây giờ. Chúng ta chỉ biết được là hiện bây giờ cuối tuần này đó họ rất là bận. À, và các bạn thấy được là những cái à, ngân hàng tương tự như là scB là một cái ngân hàng gọi là regional bank nghĩa là đây là một cái ngân hàng trong phạm vi khu vực đó mà thôi không phải là một cái à, ngân hàng mà cung cấp à, tài chính rộng rãi cho tất cả mọi người tất cả tiểu bang mà có thể là tới cái chi nhánh của họ được SVB là một trong những cái ngân hàng gọi là Regional Bank thì có rất là nhiều à, những cái ngân hàng tương tự như SVB và có những cái quỹ đầu tư ETF đó là à, theo dõi và cung cấp cho những nhà đầu tư có thể tiếp cận được với cổ phiếu của ngân hàng đó và cái quỹ đầu tư ETF đó đã giảm 16% các bạn. Đây là cái đợt giảm nhiều nhất đứng hạng thứ tư kể từ khi có quỹ ETF này năm 2006 cho các bạn thấy được là cái mối lo ngại của những nhà đầu tư ngày thứ sáu đó không chỉ riêng gì về ngân hàng sgb mà bây giờ nhiều người lại nghĩ là những ngân hàng tương tự như vậy đó có khả năng gặp tình hình như là scB hay không và một trong những lý do tại sao mà Fed lại phải có cuộc họp này tại vì các bạn thấy được là chúng ta à, nhìn vào thống kê đến từ FDIC các bạn đây là cái cơ quan mà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho ngân hàng như thường Duy chia sẻ với các bạn thì khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng công trái phiếu họ lưu trữ đó chúng ta thấy rất rõ ràng là từ năm 2022 trên căn bản cái số lượng công trái phiếu họ lưu trữ nếu như mà họ cần phải bán gấp trên thị trường là sẽ bán lỗ và ước tính này của FDIC cho thấy được là tất cả những ngân hàng đó cái lỗ trên giấy tờ của họ nếu như mà họ cần phải bán gấp những cái công trái phiếu này sẽ có thể lỗ hơn 1 nghìn tỷ đô la các bạn. Con số này cực kỳ kinh khủng luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì những công trái phiếu bây giờ đó lãi suất đã cao hơn so với lúc mà họ mua thì không có lý do gì mà một người lại bỏ cùng một số tiền để mà đi mua công trái phiếu của họ trong khi mà công trái phiếu hiện bây giờ mua sẽ có lãi suất cao hơn cái mà thuận đã chia sẻ chi tiết hơn với các bạn cái tỷ hai ngày là cái sự tương quan âm giữa giá công trái phiếu và phần trăm lãi suất như thế nào rồi nhưng mà nào mà không hiểu rõ tại sao mỗi lần mà phần trăm lãi suất tăng thì công trái phiếu lại giảm giá và ngược lại thì các bạn nên xem video thường chia sẻ cách đây hai ngày à, về sự việc của SVB có thể câu hỏi của nhiều bạn là một ngân hàng họ có biết bao nhiêu là tư vấn chiến lược bạn lý rủi ro tại sao mà một ngân hàng lại bỏ quá nhiều tiền đi thu mua công trái phiếu ở mức lãi suất thấp như vậy tại sao họ không sợ là fed tăng lãi suất dẫn đến là công trái phiếu của họ sẽ lỗ rất là nhiều tại sao lại như vậy thì một phần đó là Tại vì họ quá tham các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái à, thông tin đến từ FDIC à, cho thấy là bây giờ các bạn gửi tiết kiệm ngân hàng ở Hoa Kỳ đó thì lợi bao nhiêu. Đây là cái tài liệu mới nhất ngày 21 tháng 2 các bạn thì chúng ta được là trung bình các bạn gửi tiết kiệm ngân hàng Hoa Kỳ chỉ lợi có 0.35% một năm mà thôi và đây là cái thông tin của tháng 2 năm 2023 nếu như các bạn trở lại một năm hai năm trước đó con số này đã gần như bằng số không rồi các bạn lúc đó là lãi suất cực kỳ thấp tại vì Fed vẫn chưa tăng lãi suất thì khi mà các bạn nhìn thấy được người ta gửi tiền tiết kiệm cho ngân hàng mà cái à, phần trăm lãi suất không có là bao nhiêu hết gần như là bằng 0% mà họ có thể là đi mua công trái phiếu lợi 2%, 3%, 4% thì cái phần lợi trên là đó cũng đã là một phần lợi rất lớn đối với họ rồi. Và các bạn thấy được là những ngân hàng thì họ rất là tham cho nên đó là một lý do, lý do thứ nhì nữa là các bạn đã nhớ là Fed đã từng chia sẻ rất nhiều lần năm 2021 và thậm chí đầu năm 2022 là lạm phát chỉ tạm thời mà thôi và Fed không nghĩ đến là sẽ nghĩ đến tăng lãi suất các bạn hãy nhớ thôi để chia sẻ cái lời những mạnh đó của chủ tịch Trump Paul không phải là không nghĩ đến tăng lãi suất mà cái câu nói của ông ta là không nghĩ đến sẽ nghĩ đến tăng lãi suất và vì cái sự đảm bảo đó của Fed dẫn đến là rất nhiều ngân hàng họ đã lấy hết rất nhiều tiền của mình đi thu mua công trái phiếu vì họ nghĩ là khả năng Fed tăng lãi suất không có cao đâu có ai ngờ là trong vòng một năm thôi Fed tăng lãi suất nhiều như vậy và điều mà thuận có thể chia sẻ với các bạn đương nhiên nhiều bạn nói là những cái này đương nhiên là Fed đã biết trước hay là bộ tài chính đã biết trước rồi tôi nghĩ là có khả năng đó tôi nghĩ là người bất ngờ không phải là Fed hay là bộ tài chính hay là FDIC mà người bất ngờ để chính là những ngân hàng các bạn tại vì các bạn đã thấy được đây là tài liệu được chia sẻ trực tiếp từ FDIC mà đã từ lâu rồi FDIC biết là có rất là nhiều công trái phiếu đang coi như là lỗ trên giấy tờ hiện bây giờ thì tại sao mà FDIC không có bàn giấy phép trước khi mà sự kiện ngày hôm nay thì tôi nghĩ là có khả năng cao là họ đã biết trước sẽ có thể đã có cái sự kiện này xảy ra tại vì người mà ra quyết định tăng lãi suất là Fed cho nên nếu như mà nhiều bạn chỉ có được là cái câu nói của Fed không hợp lý là Fed bất ngờ về sự kiện này có thể là họ sẽ không bất ngờ như mọi người nghĩ đâu tại vì FDIC, Bộ Tài chính và Fed có quan hệ rất mật thiết và có thể họ đã biết rồi cái mà bất ngờ đó chính là người dân và những ngân hàng đó có thể sẽ rất bất ngờ nhưng mà có thực sự bất ngờ hay không đó thì cũng chưa chắc đâu các bạn để tôi chia sẻ thêm một thông tin khác với các bạn nữa các bạn có biết là trước khi mà ngân hàng SBB sụp đổ đó các giám đốc điều hành đã bán rất nhiều cổ phần của họ chúng ta có một số ví dụ như là Gregory Baker là giám đốc điều hành là CEO đó đã bán 11% cổ phiếu vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 có nghĩa là cách đây khoảng chừng là 2 tuần mà thôi, chúng ta có Michael Zucker, luật sư trưởng các bạn đã bán 19% cổ phiếu vào ngày 5 tháng 2. Chúng ta có Daniel Beck là CFO, có nghĩa là uh, giám đốc tài chính đã bán 32% vào ngày 27 tháng 2 các bạn, cùng ngày với lại CEO đã bán và chúng ta có uh, Michelle Rapper là CMO đã bán 25% vào ngày 1 tháng 2. Uh, và chúng ta hãy được là đây là một số ví dụ mà thôi, CMO có nghĩa là giám đốc marketing đó các bạn đây là một trong những điều mà nhiều người đang kêu gọi SEC tại sao mà lại không có đi điều tra cái sự kiện này cái này nó giống như là người ta đã biết trước là ngân hàng sẽ sập và đã bán nhiều cổ phiếu trước đó SEC là ban quản lý chứng khoán mà cứ thích điều hành crypto các bạn được là đây là chuyện mà SEC phải lo và có một số người chỉ được là thật ra một số cổ phiếu đó đã được lên lịch để mà bán trước đó rồi tại vì các bạn được là mỗi khi mà một quý chấm dứt đó thì những người mà lưu trữ cổ phiếu trong công ty mà có chức vụ thì họ được phép bán một số cổ phiếu nhưng mà cái phần trăm bán này đó vẫn là một phần trăm mà người ta cảm thấy là rất là nhiều các bạn giống như là chúng ta thấy bán 32 phần trăm cổ phiếu bán 25 phần cổ phiếu thường sẽ không bán nhiều như vậy cho nên vẫn cho thấy được là có một dẫn chứng là những người này đã biết trước là ngân hàng này sẽ bị sập cho nên họ mới bán nhiều cổ phiếu như vậy nhưng mà việc này có phải là phạm pháp hay không thì chúng ta phải chờ SEC để mà điều tra nhưng mà SEC thì đang quá bận chứng thị trường crypto các bạn <laughs> không biết là SCG có thời gian hay là không hello các bạn à, thuận làm cái video này hồi sớm rồi sau đó thuận uh, bận đi chợ nhưng mà trong thời gian đó chúng ta lại có thêm một cái thông tin mới hơn và rất quan trọng cho nên thuận muốn dành thời gian để mà cập nhật cái thông tin này với các bạn chúng ta đã có một quyết định quyết định này là đến từ cả ba cơ quan thứ nhất là bộ trưởng bộ tài chính tại hoa kỳ thứ nhì nữa là fed và thứ ba là fdic cả ba cơ quan này của Hoa Kỳ đây đã, cùng nhau lên tiếng nói là họ sẽ đảm bảo cho những người nào mà gửi tiền ở ngân hàng SVB cùng với là ngân hàng Signature Bank. Đây là một ngân hàng mà cũng làm việc với thị trường crypto các bạn nhưng mà thường cũng mới biết là Signature Bank cũng gặp vấn đề và tất cả tiền gửi trong cả hai ngân hàng này sẽ được đảm bảo bởi Bộ Tài chính FDIC và Fed. Chi tiết hơn nữa là Fed nói Fed sẽ có một cái quỹ gọi là Bank Term Funding Program hay là BTFB đây là một cái quỹ mà sẽ cho những ngân hàng nào mà đang gặp vấn đề vay mượn và vay mượn trong thời gian là một năm chi tiết hơn nữa là cái quỹ này nói là những ngân hàng nào mà muốn tới Fed mà vay mượn để mà lấy tiền xoay sở trong cái thời điểm này thì những ngân hàng đó cần phải đưa tài sản đáng giá cho Fed để mà làm thế chấp giống như là cần phải đưa ra những công trái phiếu có nghĩa là thay vì những ngân hàng đó cần phải bán công trái phiếu bây giờ mà bán ở mức cái lỗ tại vì lãi suất tăng cao lên thì Fed sẽ tạm thời giữ công trái phiếu đó rồi sẽ đưa tiền cho những ngân hàng này để họ có thể xoay sở rồi sau đó những ngân hàng này sẽ đến để mà chuộc lại công trái phiếu đó là cái sự hiểu biết của thuần hiện bây giờ cho nên fed nói là đây không phải là in thêm tiền nhưng mà thuần cảm thấy đó là một cái in thêm tiền rất rõ ràng là fed sẽ đưa thêm tiền cho những ngân hàng này tiền đó từ đâu ra các bạn thấy được là đây là một cái dấu chấm hỏi mà fed nói là đây không phải là in thêm tiền chỉ là tạm thời cho những ngân hàng này vay mượn mà thôi tôi nghĩ là ý fed nói là những ngân hàng này một năm sau họ sẽ đem tiền đưa lại cho fed hay là lúc đó đó những công trái phiếu này đã đến hạn rồi thì những hàng đó họ sẽ lấy được tiền cộng với lãi rồi sau đó họ trả tiền cho Fed rồi Fed sẽ coi như là lấy tiền đó đem ra khỏi thị trường thì sẽ không có tiền in thêm đó là cái sự hiểu biết của Thuận các bạn nghĩ sao? Chứ còn Fed nói là không nên thêm tiền thì thường cảm thấy cũng không có phải là đúng 100% Trong thời gian này thì nghĩ là Fed vẫn phải đưa thêm tiền vào trong thị trường Đó chính là cái tiền mà sẽ cho những cái ngân hàng này vay Đương nhiên trong đó chúng ta sẽ có SVB và Signature Có nghĩa là những người nào mà gửi tiền mà hơn 250.000 đô Thì cái phần 250.000 đô đó sẽ được đảm bảo bởi FDIC hơn con số đó sẽ được đảm bảo bởi Fed và cộng vào đó nữa nếu như mà có quá nhiều ngân hàng gặp vấn đề đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã nói là họ cũng sẽ có một cái quỹ là 25 tỷ đô la. Cái quỹ này là bây giờ quỹ dự phòng mà thôi. Phòng cho trường hợp xấu mà quá nhiều ngân hàng gặp vấn đề thì Bộ Tài chính cũng sẽ bổ sung thêm con số này để có thể bù lắp lại cái khoảng trống đó. Đó là những gì mà chúng ta biết và đương nhiên đây là một cái thông tin khiến cho rất là nhiều người mà đang bị giam tiền ở những ngân hàng trên SVB đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Và rất là quan trọng là Fed, Bộ Tài chính và FDIC phải ra quyết định nhanh chóng cuối tuần này chứ nếu như không nên ngày mai ngân hàng mở cửa thì sẽ là một cái cuộc diện rất là hỗn loạn đó các bạn và sau khi mà có cái thông tin này rồi thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đó, Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures thì rất là xanh hiện bây giờ và chúng ta thấy được là một thị trường khác cũng rất là xanh đó chính là Crypto các bạn, BTC đã lên tới 22.500 đô rồi bạn thấy được là BDC tăng 9.6% trong khi Ether tăng 10% Nói chung hôm nay là một ngày rất là xanh luôn sau khi mà có thông tin này Đương nhiên đây là những cái cách mà để bảo vệ những người gửi tiền chứ còn những chủ nợ mà không có thấy chấp ấy, thì cũng sẽ không có được hoàn tiền hay là những người mà đầu tư cổ phiếu của SVP thì đương nhiên cũng sẽ không có được lợi ích gì trong đây nó chỉ hỗ trợ những người nào mà đang gửi tiền mà bị giam tiền bởi SVP mà thôi và đương nhiên trong đó chúng ta sẽ có công ty Circle thì tới bây giờ đây các bạn thấy được là đồng USDC thì cũng đã hồi phục lại tới mức là 99 cent trên một đô la gần như đã trở về như cũ rồi các bạn và đương nhiên BTC cũng đã có sự tăng trưởng 10% rồi thì coi như là cái phần 10% mà thường chấp nhận lỗ cách đây hai ngày đầu cái BTC thì coi như cũng đã hoàn lại rồi các bạn và đây là thông tin mới nhất. Như mình nói tới SEC đó thì gần đây các bạn cũng đã nhớ là SEC gặp một số những chắc trở trong uh, uh, việc là đối phó với một số những công ty crypto về cái sự kiện là họ muốn ngưng không cho phép tài sản vôi sự bán cho bạn US thì uh, coi như cũng đã không thành công rồi. thêm vào đó nữa là cái vụ kiện cho họ và con ripple đó thì một nhân chứng quan trọng của SEC đã bị loại khỏi dòng rồi là không có được sử dụng nhân chứng đó ở trong tòa. thì hai cái đó là hai cái uh, sự kiện gần đây mà họ không có được như muốn và thêm vào đó nữa là các bạn hãy nhớ là công ty Rayscale đã kiện ngược cho lại SEC về việc là đã không cho Bitcoin Spot ETF được thông qua một cách cực kỳ vô lý và điều mà chúng ta nhận được mới nhất đó là thẩm phán trong cái vụ kiện này đã nghiêng về Rayscale các bạn và họ đã nói là họ không hài lòng với lập luận của SEC về tại sao mà Bitcoin ETF Spot không được thông qua và bitcoin etf spot là cái mà chúng ta muốn các bạn đây là cái quỹ bitcoin etf mà phải có bitcoin thực sự được lưu trữ thì mới được phát hành cổ phiếu nó không có giống như là bitcoin futures etf Bitcoin Futures ETF là một cái Bitcoin giấy tờ mà thôi, không có Bitcoin thực sự. Thì Rayscale có quỹ Rayscale Bitcoin Trust thì nhiều bạn sẽ nói là Rayscale Bitcoin Trust cũng giống như Bitcoin Spot ETF thì hoàn toàn không phải các bạn. Rayscale Bitcoin Trust là một cái quỹ đầu tư mà họ phát hành giấy nợ. Thật ra cái cổ phiếu mà các bạn giao dịch là cái giấy nợ, giấy nợ đó là đại diện bởi cái số lượng Bitcoin mà họ lưu trữ. Nhưng mà cũng giống như là tất cả những gì nào khác đó nó không có được cái quyền bảo vệ giống như là ETF ETF đó là chúng ta phải có một công ty thứ ba công ty Rayscale cũng không được tự giữ Bitcoin của mình mà phải gửi tới một công ty thứ ba và công ty đó là phải theo luật của SEC và cho dù Rayscale phá sản thì những người mà lưu trữ cổ phiếu đó vẫn có thể là đổi ra được BTC trong một quỹ ETF và điều mà quan trọng hơn nữa đó là bây giờ cứ bị Rayscale Bitcoin Trust các bạn chỉ có thể nạp Bitcoin vào nhưng mà không lấy Bitcoin ra được tại vì đó là luật của Bitcoin Trust của Rayscale hiện bây giờ nhưng mà quỹ Bitcoin ETF Spot là một quỹ Bitcoin mà các bạn bạn có thể là bán mua một cách đơn giản trên sàn chứng khoán cho nên chúng ta cần có một bitcoin ETF spot để có thể là thu hút thêm nhiều nguồn vốn vào trong thị trường này thì cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái quỹ này đã bị từ chối nhiều lần rồi bởi SEC SEC đã từ chối rất nhiều lần bởi những công ty và gần đây cũng mới từ chối thêm một công ty nữa nhưng mà cái điều quan trọng đó đợt này thì Grayscale đã không trùng bước mà đã kiện ngược lại với SEC và các bạn đã thấy được là SEC đó đã lập luận là tại sao mà không nên có Bitcoin ETF spot với lại thẩm phán nhưng mà thẩm phán không hài lòng SEC nói là cho dù thị trường spot và futures tương quan 99.99% .99%, có nghĩa là hầu như là gần như 100% là giá đi cùng một xu hướng nhưng mà SEC vẫn nghĩ là rủi ro spot cao hơn là futures nhưng mà lại không giải thích được là tại sao tại vì các bạn thấy được điều này không có nhiều lý lẽ tại vì nhiều người sẽ nghĩ là thị trường futures có nhiều rủi ro hơn là spot chứ tại sao lại ngược lại và việc chứng minh là spot ETF sẽ không bị thao túng giá cả không phải là trách nhiệm của RayScale đó chính là lời nói đến từ thẩm phán trong cái vụ kiện này tại vì SEC đòi hỏi RayScale phải chứng minh một số điều mà trên căn bản đó, RayScale không thể chứng minh được cho nên thẩm phán nói là những đòi hỏi đó là cực kỳ vô lý tại vì giá cả của BTC bây giờ trên thị trường có hay là không có thao túng đó là cây chuyện khác nhưng mà cho dù bây giờ đang có thao túng đi nữa thì khi mà có Bitcoin Spot ETF thì cũng đâu có nghĩa là khi mà có Spot ETF nó mới bị thao túng đâu cho nên cái việc chứng minh Spot Bitcoin bây giờ không bị thao túng đó không phải là trách nhiệm của Rayscale mà là trách nhiệm của những cái cơ quan như là SEC cho nên việc đòi hỏi Rayscale phải chứng minh cái đó là không hợp lý thì các bạn thấy được đây là một trong những cái thông tin tốt cũng không có nghĩa là scc sẽ cho một bitcoin etf thông qua ngay lập tức chỉ có nghĩa là scc sẽ không thể nào mà đưa một cái lý do qua lo như trước đây mà cứ từ chối gì được uh, scc bây giờ là phải đưa ra một lý do cực kỳ chính đáng tại sao mà scc nghĩ là bitcoin spot etf có nguy hiểm cao hơn là Bitcoin Futures ETF Khi mà Bitcoin Futures lại dựa vào giá spot Đó là một điều rất là khó các bạn Cho nên Thường mới nói là sai lầm lớn nhất của Gary Gensler là để Bitcoin Futures ETF thông qua trước để mà câu giờ, tại vì các bạn đã biết được là cái nhu cầu có Bitcoin ETF đó rất là cao nhất là năm 2021 và với cái nhu cầu cao như vậy và áp lực như vậy đó thì nghĩ là Gale Chancellor đã nghĩ một cách là bây giờ sẽ cho Bitcoin Futures ETF thông qua trước. Đây là một cái quỹ ETF mà dựa theo futures uh, của CME uh, với cái suy nghĩ là lỡ như mà có chuyện gì thì sẽ đổ lỗi cho CFTC, tại vì CFTC là đơn vị mà quản lý futures uh, chứ không có liên quan gì đến uh, SEC. Nhưng mà các bạn thì là không ngờ vì quyết định đó dẫn đến điều kiện ngày hôm nay chúng ta có thể có Bitcoin ETF sớm hay không. Hy vọng là gì, tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết khi mà có thêm nhiều thông tin. Và đương nhiên chúng ta nói rất nhiều liên quan đến cái sự kiện của SVP Tại vì đó là một cái sự kiện rất là lớn các bạn à, Sự kiện đó lớn cơ nào Sự kiện đó lớn đến nỗi mà chúng ta thấy được là đã có danh sách rất là nhiều công ty Đây là một số danh sách đại diện mà thôi à, Đang bị giam tiền Một con số cực kỳ lớn ở trong ngân hàng SVP này Chúng ta đương nhiên là đã biết là công ty Roku Có tổng cộng là gần nửa tỷ đô la 487 triệu nằm trong SVP Chúng ta có uh, Roblox, Rocket Labs, Kohu À, rất là nhiều những công ty BlockFi cũng bị giam lại 247 triệu các bạn và đương nhiên Circle trong cái văn bản này nói là unknown nhưng mà Circle đã lên tiếng nói là họ có 3.3 tỷ đô la đang bị giam lại ở SVP có rất nhiều công ty các bạn và như là thường đã chia sẻ với các bạn những công ty này đó đây là cái số tiền họ cực kỳ cần thiết để họ có thể là trả lương nhân viên trả tiền mướn mặt bằng cho nên nếu như mà việc này không giải quyết lẹ những công ty này đó họ cũng sẽ đóng cửa chung với lại SVP và đương nhiên sẽ dẫn đến thất nghiệp còn tăng cao nữa cho nên đây là một sự kiện mà được rất nhiều người quan tâm và nếu chúng ta nói tới Silicon Valley Bank đó, thì ngân hàng này tuy là xếp hạng lớn thứ 16 ở Hoa Kỳ các bạn không phải là ngân hàng lớn nhất cũng phải nằm trong top 10 nhưng mà ngân hàng này sụp đổ là ngân hàng sụp đổ xếp hạng lớn thứ nhì trong lịch sử của Hoa Kỳ ngân hàng mà sụp đổ xếp hạng đầu tiên là Washington Mutuals. thì có một số bạn hỏi thường là tại sao chúng ta không thấy danh sách này đó có tên Lehman Brothers các bạn đây là cái danh sách tương tự chúng ta vừa mới thấy nhưng mà nó chỉ là trong một cái format khác Thì Washington Mutual các bạn được là lúc mà sụp đổ là có 307 tỷ Silicon Valley là 209 tỷ Bên dưới này chúng ta có một cái ngân hàng rất là quen thuộc Chính là Silvergate là 11 tỷ Thì à, đương nhiên sự sụp đổ của Silicon Valley là một cái sự sụp đổ rất là lớn so với lại Silvergate Bank Nhưng mà chúng ta không thấy Lehman Brothers à, Tôi nghĩ một phần á, Lehman Brothers là một cái ngân hàng loại khác các bạn đây là ngân hàng đầu tư Và họ không phải là ngân hàng mà được FDIC bảo hiểm và có người bình thường như thường như các bạn nạp tiền trong đó cho nên không tính trong danh sách này tại vì đây là cái danh sách của FDIC mà thôi. Và sự kiện này đã không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến Fed sẽ có quy định gì mà cũng ảnh hưởng trực tiếp với crypto các bạn tại vì chúng ta cũng nói biết là ngoại trừ chúng ta nói tới những công ty như là BlockFi bị kẹt tiền ở trong SVB chúng ta có circle như bạn có đã biết rồi nhưng mà các bạn có biết chúng ta cũng có một số những cái công ty và dự án khác cũng đang bị kẹt tiền ở trong SVB chúng ta có pantera họ nói họ cũng bị kẹt một số tiền ở trong SVB bao nhiêu họ không có nói rõ đây là một cái quỹ đầu tư trong thị trường crypto này chúng ta có Avalanche Avalanche thì nói là họ cũng bị kẹt một số tiền trong SVB à, khoảng chừng là hơn 1.6 triệu đô la không phải là nhiều lắm nhưng mà họ cũng phải thông báo cho mọi người là họ bị kẹt tiền trong đó và bên dưới này đó chúng ta cũng có Yoga Labs Yoga Labs tự nhiên là cái công ty đứng sau lưng những cái uh, dự án NFT lớn như là Boy App Joy Club à, nói là họ cũng có một số tiền bị dính trong SVB bao nhiêu thì không có nói rõ Nhưng mà họ nói là con số không đáng kể và không ảnh hưởng đến hoạt động của họ Chúng ta đưa là một dự án NFT khác đó chính là Proof Thì Proof nói là họ cũng có một số tiền dính trong SVB Bao nhiêu thì không nói rõ nhưng mà họ nói là họ sẽ không bị ảnh hưởng và chúng ta có Nova Labs. Nova Labs là một cái công ty đứng sau lưng uh, Helium. Thì uh, Nova Labs người ta nói là bị một số tiền dính với trong SVB, bao nhiêu cũng không nói rõ. Và chúng ta cũng có một số những công ty crypto nói là họ không có dính vào cái sự kiện SVB này. Trong đó chúng ta có Paxo, uh, chúng ta có Crypto.com, chúng ta có Binance, chúng ta có Kraken, Ripple Labs, Tether, Solana, polygon và một trong những cái dự án lớn chúng ta vẫn chưa có rõ đó chính là Ripple. Ripple là dự án duy nhất mà chúng ta chưa có rõ là có dính vào SCB hay là không. Và đây là cái sự ảnh hưởng trực tiếp từ SCB đến những công ty trong thị crypto này cho nên đây cũng là một trong những sự kiện chúng ta cũng cần phải quan tâm đến. Nhưng mà đó không phải là sự kiện duy nhất chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này. Các bạn thì trong tuần này chúng ta lại có thêm một sự kiện rất là lớn nữa đó chính là sự kiện liên quan tới phần trăm lạm phát CPI sẽ được công bố vào ngày thứ ba tại Hoa Kỳ thời gian là 8 giờ rưỡi sáng giờ New York các bạn có nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali ở Việt Nam đó là khoảng 7 giờ rưỡi tối tại vì Cali ngày hôm nay thì mới đổi giờ rồi các bạn à, có nghĩa là giờ sẽ bị điều chỉnh tới một giờ cho nên cái sự khoảng cách giữa giờ Việt Nam với lại giờ Hoa Kỳ đã thay đổi thì ước tính bây giờ là như thế nào các bạn được là cái tháng vừa rồi đó thì tổng CPI là 6.4% cái ước tính hiện bây giờ là 6.1 core CPI không tính phần trăm năng lượng và thực phẩm đó thì chúng ta có đợt chiều rồi là 5.6 đợt này thì mọi người ước tính là sẽ trả cho về 5.5 và không chỉ riêng là CPI các bạn trong tuần này chúng ta cũng có cái tài liệu liên quan tới phần trăm lạm phát của những cái nơi sản xuất có nghĩa là ppi và đây cũng là một phần trăm mà chúng ta cũng phải quan tâm đến tại vì nếu như mà những cái nơi mà sản xuất họ thu vô hàng hóa với cái giá cao hơn thì họ sẽ bán ra với giá cao hơn thì chúng ta hay được là người ta cũng ước tính là cái phần trăm lạm phát của những cái công sự sản xuất cũng sẽ giảm xuống luôn đó chính là chỉ số PPI công bố một ngày sau đó đây là hai thông tin rất là lớn trong tuần này chúng ta phải quan tâm đến cho nên tuần này sẽ là một tuần mà cực kỳ sôi động luôn các bạn thường sẽ chia sẻ những chi tiết với các bạn khi mà nhận được thông tin một cách nhanh nhất và chúng ta cũng tiếp tục có một số những cái công ty công báo quý 4 à, nhưng mà tuần này cũng không có những công ty nào gọi là quá nổi rồi các bạn mà chúng ta quan tâm đến, à, chúng ta có FedEx các bạn, FedEx cũng là một cái công ty chúng ta cũng à, thường hay theo dõi để xem coi là FedEx có công bố như thế nào về việc kinh doanh của họ, tại vì đây là cái công ty mà di chuyển hàng hóa, nếu như mà họ di chuyển nhiều hàng hóa có nghĩa là nền kinh tế vẫn còn tốt và ngược lại là không tốt, đó là cái ngày thứ năm họ sẽ công bố quý 4 và ngày thứ tư một ngày trước đó chúng ta có công ty Adobe cũng là công ty công nghệ mà nhiều bạn cũng đã biết, Thường sẽ chia sẻ những thông tin gì nổi bật khi mà thùng nhận được và cái phần cuối cùng của video này đó là thùng muốn dành thời gian trước hết chia sẻ cái danh mục đầu tư crypto và tổng danh mục đầu tư mới nhất với các bạn tại vì đã có nhiều sự thay đổi rồi à, liên quan tới cái sự kiện của USDC à, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá cuối tuần này hôm nay là ngày chủ nhật thì cũng như là mỗi tuần chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá cái danh mục demo thì đầu tiên hết các bạn thấy được là chúng ta hãy nói tới cái số lượng crypto thường đang lưu trữ thì phân bổ ra sao Thì các bạn đã biết là Thuận đã dùng hết tất cả USDC Đổi hết qua BTC Và tới thời điểm bây giờ đó, thì Thuận lưu trữ là 70.7% BTC trong tổng cái số lượng crypto hiện bây giờ Kế à, đó là Thuận lưu trữ Ethereum là 17.57% Kế à, đó nữa là chúng ta có BNB là 6.8% Kế đó là Cardano 2.4% chúng ta có XRP là Matic 0.7%, Matic 0.6%, Doge 0.6%, Solana 0.4% và 0.07% là một số những đồng nhỏ khác. Cái phần trăm đó không có nhiều các bạn, cho nên sẽ không có chia sẻ chi tiết. Nhưng mà rất rõ ràng là bây giờ thường đang lưu trữ rất là nhiều BTC và ở thời điểm hiện bây giờ đó, với mức giá bây giờ thì vẫn tiếp tục sẽ chung bình giá, nhưng mà thường sẽ chú tâm chung bình giá Ethereum để cho các phần trăm này nó cân bằng hơn một chút, tại vì bây giờ thường lưu trữ quá nhiều BTC rồi. À, và tại sao thường lại có nhiều BTC như vậy thì thằng đã chia sẻ uh, chi tiết hơn trong video ngày hôm qua khi mà thường quyết định đổi hết USDC qua BTC có thể như bạn nói là cái sự kiện uh, của SVB cũng sẽ được giải quyết mà thôi và cái đồng USDC sẽ có thể là uh, repack trở lại và cho đến thời điểm bây giờ đó nếu như các bạn nhìn vào đồng USD coin đó, thì uh, từ hôm qua tới bây giờ chúng ta cũng đã thấy có một cái sự hồi phục trở lại Bây giờ vẫn chưa trở lại một đô la các bạn Tại vì mọi người vẫn đang chờ đợi xem coi là ngày mai khi mà mở cửa trở lại đó Chúng ta sẽ có những cái thông tin gì Ngân hàng SVP có được cứu hay là không à, Công ty Circle có lấy lại được 3.3 tỷ đô la mà họ đang bị giam hay không Tại vì họ nói là ngày thứ năm họ đã đề nghị rút tiền rồi nhưng mà vẫn chưa được giải quyết hy vọng là sẽ được giải quyết khi mà ngân hàng mở cửa trở lại ngày mai mọi người vẫn đang chờ đợi cái đó cho nên đã hồi phục một chút nhưng mà vẫn chưa trở lại một đô la khi nào mà biết chắc chắn thì mới trở lại một đô la và lỡ như mà họ không có lấy được con số 3.3 tỷ đô la đó thì sao thì công ty Circle hứa hẹn là họ sẽ tìm mọi cách để mà bù vào cái khoản đó họ sẽ lấy tiền từ ngân khối công ty à, hay là họ sẽ đi vay mượn để mà lắp lại à, cái đó thì đó là lượng hẹn của họ mà thôi nhưng mà cái điều mà mình không muốn chia sẻ với các bạn là nó không có phải liên quan đến đồng này sẽ trở về một đô la hay là không trở về một đô la mà cái lòng tin của thuận đã mất đối với là những đồng ổn định rồi các bạn. Thôi nghĩ là tốt nhất là thuận lưu trữ crypto và khi mà bán chút lời đó thì thuận sẽ đem ra ngân hàng mặc dù nó hơi phiền phức một chút nhưng mà thuận cảm thấy là nó sẽ an toàn hơn đối với thuận. Đó là quan điểm có nhân của thuận mà thôi cho nên không phải là đồng USDC hay là USDT trên căn bản đó cái lòng tin của thuận với lại những đồng ổn định đã mất rồi cho nên đây là quyết định riêng của thuận mà thôi thuận muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Còn về tổng cái số lượng danh mục đầu tư đó thì đã có một sự thay đổi rồi các bạn. Đương nhiên các bạn thấy được đầu tiên hết đó, cái phần gọi là tiền mặt đó trước đây thường lệ là tiền mặt và stablecoin và thường không có phân biệt tiền mặt và stablecoin nhưng mà thường đã chia sẻ nghe qua với các bạn là stablecoin là khoảng 2 phần 3 cái số lượng tiền mặt tổng cộng mà thường có thì bây giờ đó thường vẫn còn 7.5% tiền mặt và đây là các phần tiền mặt uh, nằm ở trong ngân hàng các bạn nghĩa là đây là tiền mặt chứ không phải là stablecoin thì thường vẫn sẽ tiếp tục trung bình giá và Thuận thì vẫn đi làm vẫn có thu nhập các bạn đã biết thì vẫn sẽ tiếp tục chung bình giá ở cái mức này nhưng mà như là thường chia sẻ đó bây giờ cái phần trăm crypto đã tăng lên tới 60% này các bạn của tổng tài sản của thuần là các phần trăm cực kỳ lớn. Chúng ta có 4.2% là cổ phiếu hiện bây giờ. Chúng ta có 27.5% là những tài sản khác giống như là bất động sản, hợp đồng đầu tư vân vân. Tiền mặt thuần mới vừa chia sẻ rồi. Còn về cổ phiếu thì thuần đã chia sẻ với các bạn thuần lưu trữ rất là nhiều những cái index fund của Vanguard và cùng với lại thùng thuần lưu trữ một số những cổ phiếu của những công ty như là Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Target và siêu thị Costco. Nhưng mà phần lớn nhất vẫn là crypto các bạn. Khi mà thuận ra quyết định đổi hết USDC ra crypto đó thì một điều các bạn sẽ thấy đây là cái thời điểm thuận chốt lời đã rút ngắn lại rất là nhiều. Có nghĩa là cái mức giá mà trước đây thường nghĩ là thuận sẽ chốt lời thì mức giá đó đã kéo về rất là nhiều rồi. Có nghĩa là khả năng à, thuận sẽ chốt lời sớm hơn là dự định rất là nhiều tại vì giờ thuận đã lưu trữ rất là nhiều crypto hiện tại. Khi mà Thuận có bất cứ đồng tính gì hay là chút lời thì Thuận sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn. Nhưng mà đây là cái cập nhật mới nhất liên quan tới tổng danh mục đầu tư của Thuận và tổng tài sản của Thuận. Rồi phần cuối cùng đó, Thuận muốn dành thời gian để mà cùng nhau chung bình giá với các bạn. Đây là một trong những cái sự kiện hàng tuần. Thuận và các bạn đã cùng nhau tạo ra một cái danh mục demo ở trên CoinGecko. Và các bạn đã biết danh mục này đó để Thuận chia sẻ lại mỗi một tuần ừ, nên chúng ta cùng nhau chung mình giá 100 đô vào Ether, 100 đô vào Bitcoin và lý do là muốn cho các bạn thấy được là cái sự kiện chung mình giá và kết quả ra sao sau một thời gian dài. Chúng ta chỉ mới bắt đầu là từ đầu tháng 4 của năm ngoái mà thôi và các bạn đã nhớ chúng ta bắt đầu chung mình giá BTC vào lúc là 46.622 đô, rất là cao luôn các bạn. Còn về Ethereum thì cũng tương tự chúng ta cũng đã bắt đầu trung bình giá vào đầu tháng 4 của năm ngoái à, và lúc bắt đầu trung bình giá đó y tờ là 3.514 đô thì kết quả ra sao kết quả là chưa đầy một năm đó thì các bạn thường là hiện bây giờ chúng ta đã hòa vốn rồi và cách đây một tuần chúng ta vẫn còn đang có lời tại vì đã có một sự điều chỉnh xuống nhưng mà cái mà các bạn thấy được là cái mức giá bây giờ so với mức giá chúng ta bắt đầu trung bình giá đó đã cách Nhau rất là xa từ bốn mươi mấy ngàn hay là ba ngàn mấy cho một Ethereum mà mức giá bây giờ chúng ta vẫn đang hòa vốn và đã có lời tuần nhiều rồi cho các bạn thấy được là trung bình giá dài hạn có kết quả ra sao và đây chỉ là bắt đầu mà thôi các bạn khi mà chúng ta thật sự vào mùa bull run các bạn thấy được là kết quả trung bình giá nó sẽ mạnh cỡ nào và điều quan trọng hơn đó là khi các bạn trung bình giá các bạn sẽ tích lũy theo thời gian một cái tài sản không hề nhỏ và khi mà nó tăng giá thì các bạn sẽ có được một cái phần lợi nhuận không hề nhỏ thì hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau để mà trung bình giá 100 đô Ethereum và 100 đô BTC. Thì ở mức giá là 1549 đô, chúng ta có thể mua được 0.065 Ether. Thường sẽ bấm Submit. Rồi, chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự với BTC ở mức giá là 21.358. Thì chúng ta có thể mua được 0.0047 BTC. thôi sẽ bấm Submit. Rồi, coi như chúng ta cũng đã thành công trung bình giá cho tuần này. Đây là cái trung bình giá của ngày 12 tháng 3 tại Hoa Kỳ và đây là chung giá cho BTC và đây là trung bình giá của ngày hôm nay cho Ethereum và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Shorts đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% Khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit Hay là Binance hay một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn dịch tên thì chỉ nên dùng để mà gì mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Thank you